Mình xin giới thiệu bộ đồ chơi xếp hình bằng gỗ gồm nhiều mảnh ghép nhỏ, nhiều màu sắc khác nhau. Ở đây có các mẫu lắp ráp máy bay, con người, cá và các hình khác nhau, nhà, bông hoa. Đồ chơi này chỉ dùng được cho trẻ em trên 3 tuổi. Xuất xứ từ Trung Quốc nha. Gỗ rất là nhẹ. Đây, các bạn có thể mua làm quà cho các bé. Cùng chơi với con, xếp hình đa dạng. Trên thị trường thì có nhiều cái bộ đồ chơi xếp hình nhiều kiểu khác nhau, nhưng mà cái bộ bộ này cũng là một trong những cái bộ chơi rất là vui. Cha mẹ có thể cùng chơi với con để tăng sự tương tác giữa cha mẹ và con cái, cũng như là tạo cho con một cái tư duy xếp hình nhiều màu, nhiều hình dạng khác nhau cho bé.